Hãy like, đăng ký, nhấn chuông để nhận video mới nhất từ mình nha. Hello, xin chào các bạn nha, lại là mình đây. Thì hôm trước mình có quay video là làm thịt lợn khô đúng không? Thì hôm nay là thịt khô, lợn khô đã được rồi. Thì hôm nay là ngày 27 rồi nhá. 27 âm, lúc trước là ngày 25, thì 2 ngày sau là thịt đã được rồi. Thì mẹ mình nhờ mình đi, thì mình sẽ đi và quay cho các bạn xem nhá. Đi cùng mình nào. Đi thôi mọi người ơi. Đây các bạn, mẹ mình đang chặt xa này. Nhìn nó đen đúng không? Mình xin lỗi tại mình quay trong nhà nó hơi tối. Nhìn thì rất là màu nó lên rất là đẹp nhá. Đấy, mẹ mình đang cho ra đấy. Trời tối, hơi tối tại mình trong nhà mình không bật điện. Các bạn thông cảm nha. Nó màu đỏ, hồng, đen cụm lại thì nhìn rất là đẹp. Đi nha các bạn, đó đã ngấm hết gia vị, thấy cả từng sợi chỉ của nó luôn. Cái này thì hun hấp lên, phải hấp lên nhá, thì mình sẽ hấp lên cho các bạn xem. Xong mình sẽ ăn thử cho các bạn xem vị nó như thế nào nhé. Đó. Đây, và mình đang hấp lên đây. Đó, đây thì ba chỉ nha. Mỡ rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây, mình sẽ chọn cái này. Đó, sợi bên trong thì hồng hồng kìa. Mình ăn thử nha. Rất là ngon. Mình sẽ ăn nốt nha. Rất là ngon các bạn ạ. Thì gần Tết mình cũng sẽ ra rất nhiều video, các bạn nhớ ấn like, đăng ký, nhấn chuông để nhận video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn ạ.